Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Và các bạn cùng mình khám phá các tựa game đầu tiên nha. Let's go. Let's go. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Scary Teacher vào đây. Let's go. Shut the fire. Bật lên. Một bức tượng của bà ta khá đẹp. Làm một xi măng trắng. Ok. Hôm nay thì đang sửa chữa ở đây. Let's go. Yoo-hoo, sweetie, you're doing amazing. Oh, you fool. I'm playing you like a fiddle. Time for some self-care. Ta đi ra thì lúc đó mình mới đột nhập vào đây được. Nếu không thì chúng ta sẽ phát hiện và lúc đó thì các bạn làm mình chơi lại được rồi.
và Tâm Anh rồi. Đang làm spa. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tập thứ ba. Let's go. Trang này, sau đó thì mình sẽ phải đi đường bên này. Ok. Oh my god, không được rồi. Ở đây thì có 6 lượt. Còn 1, 2, 3, 4, 1. Không được, nếu vậy thì sẽ không được. Một cốc nước. Ok, mình sẽ phải đi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư. Chủ quét Hero 2. Ah!
Mười xuôi. Răng rất mới, rất là đẹp. Ok. Tiếp tục vào. Let's go. Aw, oh, man. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ năm, I See a Dream. Let's go. Ok. Mở cánh cửa ra. Bắt đầu mình sẽ nhảy từ tầng 2 xuống. Ok. Let's go. Stop. Và ông đó phát hiện ra mình ở trong này. Rơi đi nào. What? Không rơi. Ok, bây giờ mới rơi. Bây giờ thì mình sẽ đi ngược lại. Rửa ông ta. Sau đó thì mình lại đặt cái này lên. Ok. Còn mình đã phải nhặt cái này rồi. Để cái đấy cho ông ta để rơi xuống đi. Lấy xe này thôi. Tìm một thức ăn dành cho mèo nhanh, không là ông ta sẽ lên đây và mình sẽ bị bắt mất. Ok. Bắt buộc phải ném vào người ông ta.
Let's go. Không thể đi nổi. Nào rồi. Tấm thẻ kia rồi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay, let's go. Rồi xuống đây nào. Mình sẽ chui vào một tòa nhà. Vào một căn nhà. Let's go. Oh my gosh. Xịt đó, ông ta bắt được mình. Các bạn cầm bình ga này thì lém vào ông ta thì ông ta sẽ không bị hiểu vì bình ga rất là lạnh, cho nên các bạn sẽ lém không tới được vào người ông ta. Rồi ok, mình sẽ sang xem xung quanh đây. Jay, help me out of here, please! I know what you're doing. Oh my gosh! Không thể nào ném được chúng lên mặt rồi. Thì khi không trúng vào mặt thì ông ta sẽ bắt được các bạn. Rồi và bây giờ thì mình phải tìm cách tẩu thoát các bạn ra. Ông ta đang đây, mình thử giữ ông ta thôi. Thank you.
chi đâu mà. Các bạn phải đợi ông ta thắp hương cho bố ông ta. Rồi. Oh my gosh. Thế này thì mình vào của gì đây? Ok. Ok, và đây là chiếc chìa khóa để cứu thoát cô gái này thoát khỏi ông Ice Cream. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo, Stickman. Let's go. Hai chiếc búa giống hệt nhau. Lừa cho cậu ta xuống biển rồi. Hãy
Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Thứ 6 ngày 13. Ok mom. Oh man. Stop right there. Oh my god. Chết ta. Thế thì phải như thế này. Freeze, scumbag. Không được. Đây là một lính đặc nhiệm rất là giỏi. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm cách như thế này. Ok. Có một cách nào đó nếu mà như vậy vào là mình sẽ chết ngay. Mà sang đây thì cũng chết. Rồi. Let's go. Kinzo. Good mom. Mình sẽ sang sau này rồi. Sau đó thì mình sẽ phải tiêu diệt anh chàng này. Ok. Tiếp tục. Xuống đây nhưng quan trọng là mình phải vào được đúng điểm này cơ. Thì khi tiêu diệt được anh này, tiêu diệt được anh chàng này, thì mình sẽ phải lườn lườn phải tìm cách để tàu thoát đó. Tại vì nếu không thì sẽ không thể nào thoát khỏi đây. Như này sẽ chết ngay. Lại thôi. Từ anh chàng này trước. Sau đó thì mình sẽ lộn lại như thế này. Nếu lộn lại như thế này thì mình sẽ không tiêu diệt anh chàng này. Ok. Let's go. Bắt buộc phải cho anh chàng này vào đây thì mình mới tiêu diệt anh chàng này. Nếu mà như thế này thì không được. Bắt buộc phải như thế này rồi. Không còn một cách nào khác. Mà đã là như thế này thì tiêu diệt anh chàng này, thì khi tiêu diệt anh chàng này thì sẽ bị nhìn vào đây. Ok. Cũng rất là khoai luôn. Rồi. Chỉ có như vậy thôi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Scary Brandy Play. Let's go. Oh my god. Không sao, mình vẫn ở trong trong này thì không sợ. Ok. Ok.
Let's go. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.